Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Và đây là bản tin đặc biệt của chúng tôi về tình hình của giáo hội trên toàn thế giới trước đại dịch coronavirus. Ý mừng ngày Cộng Hòa với lòng biết ơn Chúa đã cho thoát khỏi đại dịch coronavirus kinh hoàng. Hôm thứ Ba mùng 2 tháng 6, Ý đã mừng ngày Cộng Hòa với các thánh lễ và các diễn văn của các nhà lãnh đạo dân sự, bày tỏ tâm tình tri ân Chúa quan phòng cho đất nước thoát khỏi đại dịch coronavirus kinh hoàng. Những hình ảnh quý vị và anh chị em đang xem thấy là một đoàn máy bay phản lực lượn một vòng trên bầu trời Roma, thả các khói màu tạo thành hình lá cờ Ý. Ngày mùng 2 tháng 6 hàng năm được gọi là ngày Cộng Hòa để kỷ niệm biến cố chấm dứt chế độ quân chủ tại Ý. Thật vậy, ngày 2 tháng 6 năm 1946, người Ý đã bỏ phiếu bãi bỏ chế độ quân chủ và nền Cộng Hòa Ý ra đời. Sau một chế độ quân chủ 85 năm, phần lớn được người dân rất yêu thích. Một cuộc trưng cầu dân Ý nhằm bãi bỏ chế độ quân chủ đã dẫn đến 54% phiếu thuận và 45% phiếu chống. Sau cuộc trưng cầu dân Ý này, tất cả các thành viên nam, đặc biệt là những người thừa kế tương lai của triều đình Savoy đều bị phế truất và lưu đày. Triều đại Savoy đã cai trị Ý kể từ khi nước này được thống nhất vào năm 1861, nhưng vị vua cuối cùng của nó, Umberto đệ nhị, thường được gọi là vua tháng 5, chỉ thực sự cai trị từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 12 tháng 6. Vua Victor Emmanuel đệ tam đã liên minh quá chặt chẽ với chế độ phát xít Benito Mussolini. Do đó, khi Đức Quốc xã và phát xít Ý bị đánh bại, Victor Emmanuel đệ tam đã nhường ngôi cho con trai duy nhất với hy vọng điều này cải thiện được bộ mặt của triều đình, nhưng mưu toan này đã thất bại. Sau cuộc trưng cầu dân Ý, hiến pháp mới nghiêm cấm nước Ý quay lại chế độ quân chủ. Tòa Thánh mở lại Viện Bảo tàng Vatican. Nếu bạn đã từng mơ ước được ở trong nhà nguyện Sistina mà không cảm thấy như bạn đang phải trên vai thích cánh trong một chiếc xe buýt du lịch mui trần, thì bây giờ là cơ hội của bạn. Bảo tàng Vatican đã mở cửa lại cho công chúng vào hôm thứ Hai, sau khi đóng cửa gần 3 tháng vì lệnh cô lập do đại dịch coronavirus. Bảo tàng Vatican, nơi lưu giữ một số kiệt tác vĩ đại nhất thế giới thời phục hưng, cũng như các cổ vật của La Mã và Ai Cập cổ đại, giờ đây chỉ có thể được truy cập bằng cách đặt chỗ trực tuyến để kiểm soát số lượng người tham dự cùng một lúc. Du khách được kiểm tra nhiệt độ bằng máy quét nhiệt từ xa và phải đeo khẩu trang. Tuy nhiên, đó chỉ là một bất tiện nhỏ khi được làm một trong số khoảng 25 người được vào nhà nguyện Sistina. Với trần nhà nổi tiếng và bức bích họa Ngày Phán Xét Cuối Cùng, được vẽ bởi Michelangelo vào thế kỷ thứ 16. Các bảo tàng Vatican thường không thể truy cập được vì có rất đông khách du lịch, đặc biệt là người nước ngoài. Marisa, một người sống tại Roma, cho biết: "Chúng tôi đã lợi dụng thực tế là không có nhiều khách du lịch vào thời gian này để được ngắm vẻ đẹp ở đây, và cảm giác của tôi là rất xúc động," cô nói. Bảo tàng đã nhận được khoảng 7 triệu du khách vào năm ngoái và là nguồn thu nhập đáng tin cậy nhất của tòa thánh, với khoảng 100 triệu đô la hàng năm. Con số đó có thể sẽ không được nhìn thấy một lần nữa vì ảnh hưởng của đại dịch đối với ngành du lịch và khách sạn. Trong thời gian đóng cửa, những người yêu thích nghệ thuật có thể ghé thăm bảo tàng thông qua các chuyến tham quan ảo trực tuyến, nhưng hầu hết đều đồng ý rằng không có gì giống như thật. Tất nhiên, một chuyến tham quan kỹ thuật số rất quan trọng, nhưng một chuyến thăm thực sự đến các tác phẩm nghệ thuật thực sự không bao giờ có thể được thay thế bằng một chuyến tham quan ảo, Barbara Chatta, giám đốc bảo tàng, cho biết. Cùng với việc mở lại Bảo tàng Vatican, đấu trường Colosseo cũng được mở lại. Đây là nơi thường diễn ra các buổi đi đàng thánh giá ngày thứ Sáu tuần thánh. Đấu trường Colosseo ở Roma cũng là địa điểm được thắp sáng với ánh sáng màu đỏ để thu hút sự chú ý đến cuộc bách hại các Kitô hữu trên toàn thế giới.
một người phụ nữ đã tự đề cử mình là ứng viên tổng giám mục của Lyon. Ngay cả khi bà ta không sử dụng từ này, nhà thần học Anesopa lại một lần nữa đóng một vai trò khiêu khích đối với giáo hội. Anesopa, 73 tuổi, là nhà báo và học giả kinh thánh, một trong những nhà hoạt động nổi tiếng của Pháp, chuyên đấu tranh để đòi hỏi các vai trò lớn hơn cho phụ nữ trong giáo hội công giáo. Hôm 25 tháng 5, bà đã gửi một lá thư đến sứ thần tòa thánh ở Paris nói rằng bà muốn lãnh đạo Tổng giáo phận Lyon, là một tổng giáo phận đã có từ rất lâu trong lịch sử giáo hội. Bên cạnh lá thư xin việc rất chi tiết, bà còn đính kèm một sơ yếu lý lịch của mình. Supa là người đồng sáng lập tổ chức Hội nghị những người nói tiếng Pháp đã được rửa tội, gọi tắt là CCBF. Đơn xin ứng cử của bà đã nhận được hỗ trợ từ nhóm Parole Libere, là nhóm đã quyết liệt đưa Đức Hồng Y Philippe Barbarin ra tòa về tội không tố cáo hành vi đối xử tệ bạc với trẻ vị thành niên của cha Bernard Brenat. Hôm thứ Năm 30 tháng Giêng, Tòa Phúc Thẩm ở Lyon đã tuyên bố ngài vô tội. Tuy nhiên, sau vụ này, Đức Hồng Y đã xin Đức Thánh Cha cho ngài từ chức Tổng Giám mục Lyon. Vì theo Đức Hồng Y, ngài muốn anh chị em giáo dân có thể được nên một. Tổng Giám mục Giáo phận Lyon là một trong những vị quan trọng nhất ở Pháp và thường do một Hồng Y đứng đầu. Đã không có một vị lãnh đạo tinh thần kể từ đầu tháng 3 khi Đức Hồng Y Philippe Barbarin từ chức. Nói về triển vọng bà được phong chức Tổng Giám mục, Anesupa nói, nó sẽ không xảy ra, tôi biết điều đó. Nhưng tôi muốn chúng ta có thể tưởng tượng một người phụ nữ trở thành Tổng Giám mục mà không phải là một trò đùa. Không phải phụ nữ nào cũng đồng tình với các trò khiêu khích của bà Anesupa. Cô Marianne Schleuser, một thần học gia người Đức, là một thí dụ. Schleuser là một người miền Bavaria, quê hương của Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto thứ 16, cũng là cố vấn cho Ủy ban Đức Tin của Hội đồng Giám mục Đức. Và kể từ tháng Giêng năm 2018, cô là một thành viên của Ủy ban Thần học Hội đồng Giám mục Áo. Vào ngày 23 tháng 9 năm 2014, Đức Giáo Hoàng Francisco đã bổ nhiệm Schleuser làm thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế. Cô cũng được chỉ định là thành viên của Ủy ban Nghiên cứu điều tra việc phong chức phó tế cho nữ giới vào năm 2016. Schleuser cũng là giáo sư thần học tại Đại học Vienna và là người đã nhận được giải thưởng Ratzinger 2018. Cô đã được mời tham gia tiến trình công nghị tại Đức trong diễn đàn Phụ nữ trong các vai trò và chức vụ trong giáo hội với tư cách là một chuyên gia. Tuy nhiên, tháng 9 năm 2019, cô tuyên bố rút lui. Schleuser cho biết cô không thể đồng ý với tài liệu làm việc của nhóm chuẩn bị. Cô đã nêu ra một số vấn đề, đặc biệt là vấn đề thành kiến cố hữu trong việc phong chức cho phụ nữ. Cái người ta gọi là thành kiến cố hữu này không phải là vấn đề có thể bàn cãi về mặt thần học, lịch sử, mục vụ hay linh đạo. Cô nói với KNA rằng, giáo hội công giáo dạy rằng, giáo hội không có thẩm quyền trong việc phong chức cho phụ nữ. Cô Schleuser cho biết, các cuộc thảo luận về việc phong chức cho phụ nữ đã được tiến hành từ rất lâu rồi. Tất cả các lý lẽ tranh luận đã được trao đổi và được đưa hết lên bàn thảo luận rồi. Chức tư tế dành cho phụ nữ là điều không thể được, vì điều đó không thuộc về thẩm quyền của giáo hội, như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tuyên bố một cách chung cuộc về vấn đề này, với tất cả hiệu lực ràng buộc trên toàn thể giáo hội vào năm 1994. Và nhiều lần, Đức Giáo Hoàng Francisco cũng khẳng định như thế. Cô Schleuser bày tỏ nỗi sợ hãi rằng, những tranh luận vô ích như thế chỉ gây thêm sự phân cực trầm trọng trong giáo hội. Thông báo về việc xin cầu nguyện. Kính thưa quý vị và anh chị em, trước đại dịch coronavirus kinh hoàng vẫn đang tiếp tục hoành hành ở mức thật đáng sợ với hơn 5 triệu người nhiễm bệnh, gần 400.000 người thiệt mạng.
đó là chưa kể con số hàng trăm triệu người phải mất công ăn việc làm, những người già cô đơn và âu lo. Và biết bao nhiêu quốc gia trong đó, ngày tái tục các thánh lễ vẫn còn là một tương lai mịt mờ. Giáo hội luôn ở bên cạnh những người đau khổ, chia sẻ những đau khổ và âu lo của cộng đoàn dân Chúa. Vì thế, trong hoàn cảnh kinh hoàng này, nếu quý vị và anh chị em gặp tang chế, bệnh tật, buồn bã áy náy trong lòng, lo âu sợ hãi cho tương lai và muốn các linh mục cầu nguyện cho quý vị và anh chị em, xin gửi một email về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin quý vị vui lòng đừng gửi tiền bạc gì cả. Đây là nghĩa vụ chúng tôi cầu nguyện cho quý vị và anh chị em. Chỉ cần gửi cho chúng tôi một email ý cầu nguyện của quý vị và anh chị em. Quý vị và anh chị em có thể yên tâm rằng trên thế giới này vẫn có những người nhớ đến mình và các linh mục cũng như cộng đoàn tham dự các thánh lễ trực tuyến sẽ cầu nguyện cho quý vị và anh chị em. Xin Chúa chúc lành và ban bình an cho quý vị và anh chị em. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.